Chém vô đá hả? Quá ăn chịch này. Mình mới đi cào về, bản này về ngày nào ngày hôm qua hay vậy hang kia? Cào về hôm qua mà cào hến, cào hến nước mặn hả? Đây dịch chạy trúng chỗ nào mà nó díu cái này, cái này nó dày dữ dằn luôn mà nó chém vào cái đá. Chém vô đá hả? Quá ăn chịch này, chém vô đá luôn. Dữ dằn luôn các bạn. Chừng nào mới đi nữa? Mai. Hả? Chứng dịch xong đi nữa. Sướng dịch xong đi nữa hả? Cái mới kìa, chị khóa mới kìa. Chị khóa mới, đó là 22 rồi. 22 gì, 19. 19 của người ta dặn từ đấy mà, nói gì vậy? Mới 19 nữa. 19 nữa không dặn ăn đây đâu, không thấy đâu. Để ta hỏi cây đó đó. Nam anh chạy vợ lại chở cái quạt dịch đi sửa nha các bạn. Thì thấy mình đang may miếng lưới các bạn. May mình may cái này làm gì, làm bợ hay gì hay là lót lường? Lót lường ha, lót chi, lót lường. Thì mình chạy cái vỏ lại chở hoạt dịch của bạn mình đang đem đi sửa nha bạn. Cái này chú quay đít vô lấy bằng đít thôi, lấy đậu. Thì bây giờ cái vỏ cặp lại đó bạn. Đưa cái hoạt dịch xuống. Cơ này ba dẹp xúc chế. Ủa kéo cái lái vô đây được không? Kéo lái sát vô đây nè. Kéo lái ghè vô mới được. Đó, lái vô đó là nhiều hả? Nhẹ không nha. Bởi vậy thấy vậy chứ. Lái sát vô đi, còn 3-4 lần thiên xuống mới được. Rồi nhẹ hiểu rồi ba ơi. Nhẹ gì nhẹ mẹ ơi. Tay một cái. Cái dính cái chứng dịch cái gì kìa, chứng dịch cạn dưới gì kìa. Chứng dịch kìa, cái anh dở cái láp lên mới được. Kéo nó xuống dưới đó đi. Trời nặng lắm chứ nhẹ gì. Ê để xuống lọt luôn hả? Nó đâu ra sao cũng được, nó cho nó quậy ra sao đi, nó rộng ra sao đi. Ừ, sao cũng được vậy. Bước xuống đây luôn à, rồi bắt đặt đi.
lấy lên cây hừng để vậy thôi, tao bước lên tao lấy luôn đi rồi tao đi luôn, ở đó mà còn ghé nữa phải không? Má chứ dịch có thấy công đâu mà vơ trời. Rồi cái nhiều khi cái con chốt con bết của nó đâu chị, nó gãy con chốt con bết mày thấy vậy chứ nó lợi hại lắm đó, yêu cầu nó hơi chảnh thôi. Này gãy ngang luôn mà. Ồ, gãy sao chịu nổi. Gãy cái chốt la quét luôn hả? Ờ. Gãy ngang luôn bởi vậy nó đâu có còn khích đâu à, nó không đâu. Có lực đâu. Gãy ngang gãy làm đôi luôn rồi. Chắc chạy quá trời vậy nè, chạy hết ra. Thỉ vỏ giọt kìa, chạy hết ra. Cây đó cây la quét đó hả? Ừ. Trời. Chỗ này 9 mét mấy các bạn, là lái về ngang đâu khoảng cỡ 1 mét rưỡi đổ lại, 1 mét rưỡi tay hoặc dịch đây mới vừa xong tao tính xúc bình nước ngọt vậy mình không đi mặn lâu quá phải xúc rửa nó mới được. Xong rồi bắt đầu ảnh chở đi sửa các bạn. Rồi chút xíu nữa rồi có khoảng chiều chiều rồi sửa xong rồi chạy về á.